Hello, chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách chúng ta có thể kiểm tra một tài khoản có bị iCloud hay không, và cách lý do để chúng ta mở khóa điện thoại iPhone nó khóa nhiều lần mà chúng ta không nhập pháp mở khóa màn hình ấy không đúng ấy, vì dạng nó sẽ bị unlock, vì dạng cho nên mình có nó sẽ bị lock lại màn hình. Trước tiên để cho quá trình có nghĩa là quá trình lý do này hoàn thành đi, hoặc là quá trình lý do này đúng theo phương pháp mà nó không có tài khoản iCloud và nó sẽ mở được. Thì bây giờ để kiểm tra tài khoản iCloud thì con cần phải check trước, mình sẽ check iPhone. Thì các bạn sẽ vào trong những trang này, iphoneemail.info đấy, và các bạn sẽ nhập cái email, đây là cái mã xác nhận rồi, nhập email gửi qua đây, và các bạn sẽ xem ở trên màn hình điện thoại này, màn hình điện thoại mình sẽ có số email của nó sẽ là 358 0855 0856 23593, và các bạn sẽ copy cái pass này và bấm vào check và bấm vào cái mục này và check tiếp. À, sai số rồi, xem lại nhá. 35 3588 08 056, được rồi, 9394 nữa. Và qua sự check xem. Sorry. Qua sự check xem cái mã này nhá. 94. Và bây giờ cũng sẽ check cái mã này. Check nào. Bị sao nhỉ? 358 0805 0562 35934. Rồi bây giờ các bạn sẽ paste cả cái mã này, cái chữ này này, service như hình này nào có, như hình này nào có số thì chọn hết, cũng chưa thằng nào. Sao nó hiện ra chậm thế nào? Đấy, các bạn sẽ nhập cái mã code này vào. Rồi cho mình khác đi. Cửa hàng, chọn tất cả các hình có cửa hàng, cái này lâu rồi, hôm nay iPhone check bị lỗi gì à? Bạn chờ vài giây để cho xem nó cái ra cái màn hình này.
Đây thì nhận ra cái thiết bị này là thiết bị iPhone 5S bản 16 bản Gold và chuẩn nha. Đây là hàng của bên Nhật nhưng mà hàng đó hàng quốc tế và nó được kích hoạt này, kích hoạt và ngày hết hạn, ngày kích hoạt và ngày hết hạn. Và đây là serial number, và thấy chưa, đây là serial number. Và máy này không bị dính ngay cloud, các bạn thao lý to. Được rồi nhá. Và bây giờ các bạn sẽ tiến hành lý to iPhone. Máy này thao lý to. Và bây giờ mở máy lên và cắm cáp vào máy tính thôi. Cắm cáp vào máy tính. Được rồi. Rồi. Và cắm cáp vào máy tính này. Được rồi nhá. Bây giờ muốn máy tính nhận iTunes đấy, nhấn nguồn trong vòng 3 giây, 3, 2, 1, nhấn home trong vòng 15 giây và vẫn giữ hộ nguồn. Đến khi máy tính điện thoại tắt thì đã hẳn thì chúng ta mở cái nút nguồn, mở cái nút tay bên này ra và vẫn giữ home trong vòng 15 giây. Thì nó sẽ vào chế độ DFU. Đấy, được chưa? Được chưa? Bây giờ các bạn nhớ này. Chúng ta nhấn nút nguồn trong vòng 3 giây 321, sau đó chúng ta nhấn nút home trong vòng 15 giây và tay vẫn giữ nút nguồn. Được chưa? Trong vòng 15 giây, sau khoảng mấy giây ấy, hoặc là khi lúc đó máy điện thoại tắt hẳn đấy, chúng ta rút phím nguồn ra vẫn giữ phím home đến khi màn hình hiện cái lý to cập nhật này. Các bạn nhấn shift ở trên bàn phím và nhấn phím khôi phục. Dạ. Và biểu tượng iTunes của iPhone ấy, nó sẽ có cái chữ này này. Bạn thấy chưa này? Đấy, nó sẽ có chữ gì to như này, thấy chưa? Nó sẽ có chữ gì to như này. Thì con chỉ cần đi to thôi là chạy bình thường. Và nhấn phím shift trên bàn phím này. Và bấm chữ khôi phục thì nó mới chạy cái bản ROM. Được chưa? Bây giờ lấy bản ROM này, bản ROM lấy ở đâu? Bản ROM thì lấy ở cái chỗ này nhá. Này, nhấn chữ F. F với kép iPhone. Được ạ. iPhone chưa? F với kép iPhone. F với kép where to download iPhone 5 iPhone firmware 5 from. Được ạ. Download cái bản mới nhất của tùy từng cái phiên bản của bạn. Phải đúng bản mới nhất đó. Bản cũ thì nó sẽ đổi vào 1.4. Như mình trước mình đã download. Download ở trình duyệt IDM ấy. Vậy đây là bản của nó này. Đây là bản không tích rồi. Đây là bản không tích rồi. Được chưa? Bản này là bản không tích rồi. Mình sẽ xem có bản nào đúng không. Chỉ có một bản nhỉ. Thế thì các bạn sẽ download lại nhé. Đấy các bạn sẽ download lại nhé. Bạn chờ một tí nhé. Tí mình sẽ quay lại. Hiện tại thì cái bản iPhone của mình ấy là phiên bản iPhone 64 bit các bạn ạ. iPhone 64 bit. Thì riêng iPhone 5S nó sẽ có bản GSM, CDMA bản 32 và 64 nhé. Thì các bạn sẽ chọn cái phiên bản của bạn thì các bạn mới chạy được. Đấy, đây là bản Covid. Được chưa? Các bạn sẽ phải chờ cho nó quá trình của nó hoàn thành là được.